Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của Trúc Trương và Thông Trần. Hôm nay Trúc Trương và Thông Trần có một cái video clip quay trực tiếp cái căn nhà của một cái listing mới mà Trúc Trương và Thông Trần vừa mới lấy được tại thành phố Reseda. Một căn nhà ở Reseda là một thành phố tại quận Los Angeles quý vị. Khu neighborhood đây rất là yên tĩnh, rất là đẹp, nhà nào cũng hai tầng, mái ngói đỏ. Đậu xe thì thoải mái quý vị nha. Sân trước sân sau đều rất là rộng. Thì cái căn nhà này đó, cái diện tích nhà ở là khoảng 2.400 square feet, cái lot size khoảng 6.700 square feet. Có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm quý vị, và đặc biệt là có một phòng ngủ ở dưới lầu nha quý vị. Thì quý vị thấy ở sân phía trên đây đó là rất là rộng rãi, lót gạch sạch sẽ hết rồi quý vị nha. Thì để trước khi mà quý vị cùng với Trúc Trương và Thông Trần đi vào và xem bên trong của căn nhà như thế nào, có gì đặc biệt, thì Thông Trần sẽ show cho quý vị thấy cái khu neighborhood nó đẹp và yên tĩnh như thế nào ha. Quý vị cứ theo dõi theo Thông Trần rồi sau đó sẽ đi theo Trúc Trương vào phía trong nha. Rồi, quý vị cứ theo Trúc Trương và Thông Trần nhá, đi xem bên trong. Quý vị thấy đây là cái gara hai xe mà đằng trước là chủ nhà đã lót gạch sạch sẽ rồi. Cái đây là rất là rộng, quý vị có thể đậu cái RV ở đây. Rồi ngoài ra còn đậu ở dưới đường rất nhiều. Ở trên đây mình cũng không có cần cỏ gì hết, đã lót gạch sạch sẽ. Có những cây ăn trái như cây bơ nè, cây thanh long đỏ, ruột đỏ nè quý vị. Chủ nhà thách khe rất kỹ, lên trái nhiều khi mà tới mùa là lên trái rất nhiều nha quý vị ha. Quý vị theo Trúc Trương đi vào xem phía trong nha. Ở đây cái đường mình lối vô, mình có cái patio đây nè quý vị. Nếu như mình muốn làm một thêm cái mái che cũng không sao, nhưng mà nếu mình để đây thì là cho cái ánh sáng nắng ấm vô trong nhà để cho nó sáng sủa, căn nhà ấm cúng hơn ha quý vị. Đây rồi, quý vị đi vô nhà cùng Trúc Trương để xem coi phía trong căn nhà như thế nào nha. Quý vị thấy không đó, thì Thông Trần vừa bước vô nhà rồi quý vị thấy là không gian rất là thoáng đãng. Nhà cái phòng khách này nè, phòng khách quý vị sẽ thấy nhà trần rất là cao, trần cao thoáng mát nhưng mà rất là ấm cúng. Là mình đừng nghĩ trần cao nó có vẻ lạnh lẽo, không có quý vị, rất là ấm cúng nè. Cái ánh sáng đủ trang hòa ấm áp cho cái phòng khách này. Quý vị thấy Trúc Trương đứng ở đây, nguyên cái cửa sổ rất là lớn ở đây, mình có thể nhìn ra phía ngoài sân trước nè. Ánh sáng buổi chiều buổi sáng mà họ dùng mà cái ánh sáng nó rọi vô đây đó là sáng cả cái khuôn viên này, thành ra mình không có cần để đèn nữa. Chủ nhà cũng không cần bỏ cái đèn gì trong cái buổi sáng ha. Quý vị thấy có lò sưởi ở đây, cái fireplace ngay cái phòng living room. Thì kế bên cái living room nó open ra đó là một cái phòng dining room ngay đây. Dining room ngay đây mình có thể để một cái bàn ăn này, như chủ nhà đây đang ở thì họ để cái bàn ăn 6 ghế đây nè, cho một cái gia đình lớn ha, gia đình lớn. Ở đây rất là đẹp nè quý vị thấy chưa, đó cái nhà rất là đẹp, trần cao, chủ nhà đã trồng hoa bông lan đầy ở đây nè quý vị, trần rất là thoáng cao, thoáng sáng. Tiếp theo ở đây thì quý vị thấy cái nhà bếp đó quý vị, cái bếp, cái kitchen quý vị có hai lối đi. Nếu mà từ cái phòng ăn này mình đi ra cái hướng này qua nhà bếp cũng được, hay hoặc là mình có thể mình đi từ phía bên đây ha. Thì Trúc Trương sẽ dẫn show cho quý vị thấy ở phía bên đây mình cũng có thể đi qua bên cái phòng family room ở ngoài đây, thì nó open ra với cái kitchen. Nhưng trước khi đó cái đường đi ra đây thì Trúc Trương show một cái đặc biệt ở đây là cái nhà này hai tầng thì lại có cái phòng ngủ ở phía dưới lầu nè, rất là quan trọng quý vị. Nếu nhà hai tầng mà có một cái phòng ngủ tiện lợi cho những người lớn tuổi đó quý vị, ở đây hay hoặc là có khách đó,
guest room á, thì mình có một cái phòng ngủ ở đây ha, cho những người lớn tuổi ở đây rất là rộng rãi nè quý vị thấy chưa, sáng sủa lắm. Cái cửa sổ nhà này có những cái cửa sổ rất là lớn, ánh sáng trang hoài chiếu vào, thì cái trần nhà sơn đều rất đẹp, cao nè, trần sơn cao mà không còn bớt con nữa quý vị, rất là láng o luôn, sạch đẹp, có quạt trần thẳng hẳn hoi. Nhà thì có central air rồi, nhưng nếu quý vị không muốn, mấy người lớn tuổi họ không có sợ lạnh, họ có thể mở quạt thôi trong cái mùa nóng ha. Ở đây là quý vị thấy có cái phòng closet cũng rất là lớn nè, walk-in closet. Quý vị thấy để rất là được nhiều đồ. Quý vị thấy chưa? Đó, nhiều đồ lắm. Rồi bây giờ đó, nè quý vị chút chưa mở đèn lên cho quý vị thấy nè. Đó, sáng sủa. Walk-in closet của cái phòng ngủ phía dưới nè quý vị nha. Đó, thì bây giờ á, theo chút chương đi ra ngoài đây, thì sẵn ở dưới cái tầng đây Trúc Trương cũng show luôn kế bên cái phòng đó. Thì cái phòng giặt ngay gần cái chỗ này ha, là để Trúc Trương mở cửa ở đây luôn nè. Cái phòng máy giặt máy sấy có một cái sink ở đây để một mình rửa tay hay hoặc mình giặt đồ mà bằng những cái đồ mình giặt bằng tay đó quý vị, mình có thể mình dùng cái sink này mình giặt. Ở đây thì cái cửa mở ra đi cái lối đi ra garage nè quý vị nha. Đi ra garage. Thì ở đây garage hai chiếc xe, tại chủ nhà đang dọn dẹp đồ thì đồ đạc với xe họ đậu, thường là đậu được hai chiếc xe nhưng mà họ đang dọn dẹp đó quý vị thấy. Garage hai chiếc rất là rộng rãi. Quý vị thấy ha. Tiếp theo đây đó thì đi kế tiếp cái phòng ngủ ở phía dưới hồi nãy kế bên rất tiện quý vị, cái một cái full bathroom ở dưới đây nè quý vị, cho cái phòng ngủ đó hay hoặc là cho khách tới thăm nhà có cái phòng ở dưới đây nữa. Quý vị thấy có cái phòng ngủ vừa cái phòng tắm ở đây full bathroom nha quý vị, có cái shower để tắm ở đây. Rồi thông trần sẽ xô cho quý vị thấy trong cái phòng tắm cũng sạch sẽ gọn gàng lắm quý vị. Rất là tiện cái phòng đó mà cho người lớn tuổi ở rồi đi ra đây có phòng tắm sẵn rồi, rồi rất là tiện lợi. Kế tiếp theo đây là quý vị sẽ thấy nè, cái đây nha, có cái thêm một cái tủ cái closet ở đây nữa để đồ quần áo áo khoác khi mà mình từ cái cửa trước mình bước vô đây, áo khoác hay giày dép mình cũng có thể để đây. Thì kế bên nè quý vị sẽ thấy một cái family room open ra rất là rộng rãi ở đây nè. Nãy giờ quý vị có thấy là bước chân vô trong nhà này là ở phía dưới sàn phía dưới nhà đó là hoàn toàn bằng gạch nha quý vị, gạch rất là sạch đẹp, chủ nhà họ lau chùi rất là bóng loáng mà đi mà êm chân lắm quý vị, mát chân lắm kìa đó quý vị thấy ha. Cái đây là cái phòng family room đó, next to cái kitchen. Mình ở đây chủ nhà lại để thêm một bộ bàn ăn ở đây coi như là để mình gọi là breakfast nook á quý vị ở đây ha, những cái rộng lắm quý vị. Đó rồi cái căn nhà cái kitchen ở đây nhiều cabinet lắm nha, nhiều lắm, mình để nhiều đồ lắm, một cái gia đình lớn để nhiều tủ chén. Mình có một cái bàn office làm việc ở đây hay hoặc có con em nhỏ ngồi đây làm học hành gì đó thì cha mẹ ở đây đứng nấu ăn thì coi trông chừng mấy đứa bé luôn đó. Thì quý vị thấy cái bếp cái kitchen đây rất là rộng rãi, tủ đồ rất là nhiều nè. Cái bếp này thì cái bếp ga này nó built-in luôn quý vị, không phải nằm ở phía ngoài ha. Built-in chút chưa cũng thích những cái bếp mà nó built-in như vậy nè, không có thích một cái bếp ga nó rời ra như vậy, mình dễ lau chùi, rất là sạch đẹp. Đó, có hai cái lò nướng luôn quý vị nha. Có hai cái lò nướng, mình muốn nướng thịt, nướng cá gì ở trên, nướng thịt ở dưới, nướng cá hay nướng bánh gì đó, rất là tiện lợi. Nhà thì có reset light hết rồi quý vị, hai reset light hết. Đó, quý vị thấy ha. Thì bây giờ đó, ở dưới tầng dưới này á, ở dưới tầng dưới này quý vị sẽ thấy có một cái
cái phòng bonus room, có một cái phòng bonus room ở đây, có một cái phòng bonus room ở đây nè, thì cái chủ nhà có xin permit để làm cái cover patio ở đây ha. Có cover patio ở đây, cái đây cũng khoảng 200+ square feet đó quý vị. Cái khoảng khuôn viên này chắc từ khoảng 250 đến 270 square feet ha. Họ cũng lót gạch ở ngoài đây, cũng có cửa sổ, có sliding door ngoài đây để đi ra sân sau nè quý vị nhá. Đó, cửa sổ sáng lắm. Thì ở đây thì họ làm, người chủ hiện tại họ làm cái office ở ngoài đây như quý vị nha. Cái office ở ngoài đây đó quý vị thấy rất là sạch đẹp, thoáng. Nhà này rất là thoáng, cái ánh sáng vô rất là ấm cúng. Thì ở dưới đây luôn thì Trúc Trương sẽ show cho quý vị ngay cái phòng family room hồi nãy đó. Thì có cái giống như một cái, nếu như mình làm một cái bo rượu ở đây cũng được nè, cái sink để mình rửa ly rửa tách ở đây á, là mình có thể mình để ly tách ở trong đây, hay hoặc là mình là giống như cái tủ nè, mấy cabinet này rất nhiều quý vị, để thêm đồ ở đây ha. Mình mua rượu chẳng kiến, nếu người nào mà thích rượu quấy đâu thì mình làm, thí dụ mình thay bằng cái một cái tủ kiến đúng không nè, chân rượu chân ly tách ở đây rất là đẹp, làm cái ba rượu nhỏ nhỏ ở ngay cái phòng family room của mình ha. Thì chút chân xô cho quý vị cái sân sau, rồi xong mình sẽ đi lên để xem cái phòng ngủ, cái sân sau nè quý vị nha, rồi mình sẽ lên xem phòng ngủ ở trên lầu như thế nào. Đi ra cái sân sau nha quý vị. Vị thấy sân đằng sau rất là đất, rất là lớn, nghĩ là 6,000+ square feet đất, nhưng mà sao Trúc Trương thấy lớn lắm, lớn hơn giống như là 7,000+ á, mà cây ăn trái rất là nhiều, fruit tree nè, những cái cây thanh long đủ thứ loại, thanh long đỏ, thanh long ruột trắng gì đó, rồi quýt, 2-3 loại quýt nhiều lắm quý vị, cây ớt, rồi cây đó, nhiều loại thanh long lắm nè, nhiều loại quýt nè, có cây lựu nữa quý vị, nhiều cây ăn trái rất là nhiều, đủ thứ hết. Mà xung quanh ba cái vách đều là cái block wall xây tường hết, thành ra rất là sạch sẽ nha quý vị nha, rất là sạch sẽ. Ở đây quý vị thấy cái sân đằng sau á, cây ăn trái không à, đó có xả có đồ nữa quý vị, thấy không, rất là sạch. Có cái sinh ở phía ngoài mình lau rửa rau chùi hay rửa trái cây gì, có cái sinh ở phía ngoài đó ha. Đó, nắng ấm trang hòa thì mình có buổi sáng mà mấy những người lớn tuổi mà ra đây làm vườn rất là ấm ấm cúng quý vị. Rồi quý vị có thể theo Trúc Trương vào bên trong để đi lên tầng 2 của căn nhà để mình xem những cái phòng ngủ nha. Quý vị thấy cái cầu thang nè rất là đẹp, uốn dòng ha, uốn dòng. Mặc dầu nhiều người lại gì, giống như nếu như mình nghĩ tin theo phong thủy từ cái cửa trước, mà cái cầu thang nó đối với cửa trước thì nhiều người họ không có thấy thích hợp, nhưng mà cái này quý vị thấy nên nhớ cái cầu thang này nó câu cuốn cong nha, chứ không phải nó đi thẳng, thành ra là một cái phong thủy tốt chứ không phải là xấu nha quý vị. Cầu thang nó cuốn cong lên rất là đẹp nè quý vị. Thì phía trên đây á, những cái phòng ngủ là thảm hết nha, cho nó êm và ấm cúng đó. Trên đây là thảm, cái hallway ở đây rất là rộng, cái đường đi để mình vô từng cái phòng rất là rộng rãi. Quý vị thấy ha, Trúc Trương show cho quý vị cái phòng master bedroom trước nha. Cái phòng master bedroom rất là rộng, cửa sổ rồi ánh sáng trang hòa chiếu vào cái phòng, mình không cần, Trúc Hân Dương không cần mở đèn nè, nếu như chưa mở đèn thêm nè cũng vậy thôi đó. Thấy quý vị thấy ánh sáng rất là sáng đó, Trúc Trương nếu mở thêm đèn thì cũng phí điện đúng không nè. Đó, mở cho quý vị thấy cho đẹp thôi. Ở đây có walk-in closet rất là lớn rộng. Quý vị thấy ha, rất là rộng rãi, sâu ha, cái walk-in closet nó sâu vô trong. Thì bây giờ quý vị thấy ở đây là cái master bathroom nè. Cái master bathroom nè quý vị ha, có cái full bathroom, có cái shower, thông sẽ show cho quý vị thấy nè, double sink, có bathtub,
có shower để mình tắm đứng, hay hoặc mình một ngày mệt mỏi thì mình có thể mình ngâm trong cái bồn này, có spa nè quý vị thấy không? Đó, có cái chest spa mình có thể mình ngâm trong cái ngày nào mình mệt mỏi đi làm về đó, thì quý vị thấy rất là tiện lợi. Và đó, như Trúc Chương nói, tất cả phòng đều có reset light hết nha quý vị ha. Quý vị sẽ thấy rất là sáng, rất là đẹp. Thì tiếp theo, theo Trúc Chương đi tới những cái phòng ở trên lầu là 3 phòng, ở dưới 1 phòng rồi quý vị nha. Thế tiếp theo kế thêm cái phòng thứ hai ở trên lầu đây. Cái phòng này cũng rất là sáng sủa nè, ánh sáng. Phòng này Trúc Chương cô không cần mở đèn, mở quạt thì ánh sáng rất là đẹp, sạch sẽ. Ở đây thì quý vị thấy có cái tủ nè, cái wall closet nè, rộng lắm, lớn, rộng lớn, rất vừa đo kéo qua, quý vị thấy ha. Rồi kế tiếp là cái phòng thứ ba. Quý vị sẽ thấy nè, cái phòng ngủ thứ ba nè, cũng có walking closet rất là đẹp nè. Đó, rộng rãi quý vị. Cũng là cái cửa sổ nè, thấy không? Ánh sáng nè. Đó, ánh sáng rất là ấm. Nói chung phòng ốc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cái căn nhà này cái ánh sáng rất là đẹp, đều sáng, làm cho cái nhà nó rất là ấm cúng, không quý vị? Cái tủ này cũng rộng lắm nè. Đó, cái tủ đồ cũng rộng rãi lắm quý vị ha. Rồi ở đây, ở phía trên đây, kế bên cái phòng này là có cái restroom ở trên lầu nè quý vị thấy, full bathroom ở đây. Trúc Chương mở cái đèn lên cho quý vị xem ha, không cần view cho quý vị thấy, sạch đẹp, không có cần làm gì, mình vô là mình ở thôi. Nếu như mà những gia đình nào mà muốn thay đổi thì chỉ thay thí dụ lót laminate trên lầu thôi, ở nhà thì cái thảm vẫn còn tốt lắm quý vị. Đó, đó là toàn bộ căn nhà Trúc Chương và Thông Cần đã view cho quý vị thấy ha. Thì cái căn này Trúc Chương cho quý vị biết cái giá chủ nhà muốn bán là 850.000. Thì nhà rộng 2.400 square feet, lot size khoảng 6.700 square feet, có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đặc biệt có một phòng ngủ ở dưới lầu nè quý vị. Đó, có một phòng family room và một phòng living room. Thành ra có tới 2 cái phòng khách, có cái formal dining room cũng đẹp. Bếp rộng rãi, sân sau có nhiều cây ăn trái, nhà trần cao thoáng mát. Đó, nếu quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với Trúc Chương và Thông Trần tại 714-717-3691, hay hoặc là cái kênh YouTube này của Trúc Chương và Thông Trần là Tâm Sự Địa Ốc. Tâm Sự Địa Ốc nha quý vị, để tìm hiểu thêm. Ngoài những cái căn nhà mà Trúc Chương và Thông Trần list ở đây, quý vị cũng có thể muốn tìm những căn nhà ở thành phố khác thì Trúc Chương và Thông Trần sẵn sàng giúp đỡ quý vị nha. 714-717-3691. Xin cảm ơn quý vị.